Anh chị em nhớ nốt lại hay là xem lại cái video này để chúng ta nhớ hơn nha. Thì đây là một số cái chi tiết rất là quan trọng mà em muốn hướng dẫn mọi người, muốn chỉ cho mọi người vì bởi vì đa số mọi người đều không biết điều này. Cái video này sẽ là những lưu ý khi chúng ta sử dụng GoPro. Đầu tiên là khi anh chị em sử dụng GoPro ấy, chúng ta không nên cất máy ở những cái nơi mà nó ẩm thấp. Anh chị em nên cất máy ở những nơi nơi khô ráo, thoáng mát và tốt nhất là nên trong tổ chống ẩm. Khi chúng ta cất đi, nên tháo pin ra. Nên tháo pin ra anh chị em, nên tháo pin. Nên tháo pin ra. Và khi anh chị em để máy lâu không sử dụng ấy, cái pin này chúng ta cũng cần lưu ý nha. Khi chúng ta cất pin đi, nên để pin ở khoảng tầm 20 đến 30% thôi. Chúng ta không nên sạc lấy pin và cất đi, vì như thế pin dễ bị phồng và hỏng. Khi anh chị em quay GoPro dưới nước, tôi nghĩ anh chị em nên sử dụng hộp chống nước để chúng ta có thể bảo quản GoPro, bảo vệ GoPro tốt hơn anh chị em nhé. Mặc dù GoPro nó đã kháng nước ok rồi. Một cái lưu ý nữa mà Trung muốn chia sẻ cho anh chị em đó là gì? Đó chính là khi mà chúng ta dùng GoPro ấy, bình thường chúng ta mua sẽ có máy và pin và cắm sạc ngoài trực tiếp vào máy phải không ạ? Em thấy thế là không nên. Chúng ta nên mua thêm đốc sạc và pin sạc ngoài. Vì sao? Vì đầu tiên là GoPro nó sẽ rất là tốn pin, cho nên là chúng ta cần thêm một số cục pin nữa. Vì đây là đồ điện tử cho nên là cái tình trạng mà chết main, chết nguồn nó xảy ra khá là phổ biến trên các hội nhóm. Em đã làm vùng trên đó được 3-4 năm cho nên em rất là hiểu vấn đề này. Cắm sạc trực tiếp là một trong nhiều lý do thôi anh chị em nhé. Cho nên là em thấy là mình nên mua thêm đốc sạc ngoài, vì thế sẽ tốt hơn. Một cái lưu ý nhỏ nữa mà em muốn chia sẻ cho mọi người là gì? Là những con GoPro 5, 6, 7, 8 đời dưới thì cái phần phần núm cao su ở đây này, phần nguồn và phần quay này nó rất là mỏng. Cho nên là gì? Chúng ta tránh bấm bằng móng tay nhé. Chúng ta bấm bằng thịt. Đó, Go 9, Go 11, Go 10 cũng thế. Chúng nên bấm bằng thịt của chúng ta. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta bấm bằng móng tay á, thời gian lâu thì là cái phần cao su nó sẽ bị thủng, bị rách. Tiếp theo là phần ngoại hình thì chúng ta sẽ có một con GoPro xấu hơn, cho nên là rất là mất thẩm mỹ. Kế tiếp theo đó là gì? Khi anh chị em bán hay là thanh lý GoPro trên hội á, khi mà chúng ta làm rách cái phần hay là làm xấu với cái phần mốt và nút này này thì cái giá trị máy của chúng ta giảm đi rất là nhiều, nhất là khi mà anh chị em muốn lên đời hay là muốn bán máy đi. À, về thẻ nhớ nữa nha, anh chị em mua GoPro về mua thẻ nhớ phải không ạ? Anh chị em nhớ là mua ở những nơi uy tín để tránh bị fake nha. Anh chị em đừng ham hàng rẻ trên Shopee các thứ, hầu hết trên đó hàng rẻ đều là hàng fake thì chúng ta không thể sử dụng cho GoPro mình được. GoPro thì khi sử dụng thẻ fake dẫn đến tình trạng mà đôi khi chúng ta không mở được file đó lên, đôi khi không lên nguồn máy, đôi khi cũng có thể là mình không quay được luôn. Đó thì là chúng ta nên mua những thẻ ở những nơi uy tín. Vừa rồi là một số cái lưu ý mà khi chúng ta sử dụng GoPro nên cần chú ý anh chị em nhé. Đấy, thì là mời anh chị em đến những video tiếp theo.